Chào cả nhà. Này, nem chua Bình Định mới vừa vui mọi người, đặc biệt nem chua Bình Định rất là ngon, vị đậm đậm đà của miền Trung nên là không có lẫn vào đâu được nha mọi người. Chiếc nem là khi mình cắt ra nó lỗ lỗ ra rất là ngon. Đây, chuẩn nem Bình Định luôn. Vị chát của lá ổi, vị cay cay nồng của ớt sơ sơ thôi, rồi nói chung là nó hòa quyện rất là ngon. Nên đây là chiếc nem chua nè, một cây nè. Có nem cay, nem chiết nè, nem đòn nữa nha mọi người. Đó, em vừa cắt ra nè, nem vừa chín tới rất là ngon luôn. Em vừa cận mấy chị xem ha. Rồi thôi. Em có tất cả các loại nem nha mọi người. Đó. Anh chị cần nem thì bóc cho em nem chả.